Trong tập trước, cách KFC đã gặp phải khủng hoảng nặng nề khi liên tục có những trận thua đáng thất vọng. Như mọi người đã biết thì trong tập trước, cách KFC đã gặp phải khủng hoảng về tài chính cũng như là về thành tích, khi mà về tài chính thì cách K chỉ còn 32.000 bảng Anh thôi, thì không thể đủ để mua một cầu thủ mới. Còn về thành tích thì họ liên tục phải gặp phải những trận đấu thất bại, đáng thất vọng. Nhưng có một điều may mắn là tuyển trạch viên đội trẻ mà mình gửi đến châu Á đã quay về và báo cho mình tin vui, đó là anh ấy đã tìm ra được hai cầu thủ trẻ. Một là của ở Việt Nam, đó chính là Hoàng Nguyễn, với số tuổi là hiện tại anh chỉ mới 16 tuổi thôi, quốc tịch là Việt Nam. Và một cầu thủ khác nữa, đó chính là tiền đạo trẻ người Hàn Quốc, năm nay cũng mới 16 tuổi luôn. Đây là hai tài năng trẻ mà rất đáng mong chờ của khách KFC. Thì Hoàng Nguyễn mình sẽ cho vô đá chính luôn ha. Đây thay thế vị trí của Baro, đá vị trí tiền vệ. Còn Tan thì mình sẽ để cho dự bị, tại vì Rim thì có chỉ số cao hơn, nên mình sẽ để Rim đá chính. Ở điểm hiện tại, khách KFC đang đứng hạng 18 trên bảng xếp hạng EFL League 2 với 11 trận đấu, 2 trận thắng, 5 trận hòa và 4 trận thua. Và ở trận đấu tiếp theo, khách KFC sẽ phải đối mặt với lại Northampton, một câu lạc bộ đang đứng hạng 8 trên bảng xếp hạng. Đó là một thử thách khó cho khách KFC, thì liệu họ có thể vượt qua hay không đây. Và chào mọi người đến với trận đấu giữa Northampton và khách KFC trên sân nhà của Northampton. Đây là cuộc đối đầu giữa hạng 8 và hạng 18 trên bảng xếp hạng EFL League 2. Thì không biết liệu trong ngày hôm nay khách KFC sẽ giành được chiến thắng hay lại nhận thêm được một thất bại nữa. Thì mọi người hãy cùng đón xem trận đấu đầy hấp dẫn này nha. Người có bóng này là Rowe chuyền cho Brim. Tốc độ của Brim đã vượt qua được hàng hậu vệ và dứt điểm vào. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu đã thuộc về khách KFC. Và người ghi bàn không ai khác chính là tiền đạo của khách K, Brim. Chúng ta cùng xem lại pha ghi bàn vừa rồi. Brim với tốc độ của mình đã vượt qua được hàng hậu vệ của Northampton. Và trước đó cũng phải kể đến đường chuyền quá đẹp của Rowe dành cho Brim. Và không một chút sai lầm, Brim đã ghi bàn và mở tỷ số cho khách KFC. Có vẻ như trọng tài vừa phải rút một tấm thẻ đỏ dành cho hậu vệ bên phía khách KFC, đó là Bobby Young. Đây là tình huống quay chậm vừa rồi. Có vẻ như là không có tình huống phạm lỗi và góc quay cũng không rõ ràng mà trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp cho Bobby Young. Có vẻ như trận đấu này trọng tài đã bị mua bởi Northampton rồi. Thật không thể tin được. Khách KFC cũng phải đối mặt với lại một quả penalty và Nugent. Quá xuất sắc. Tài năng của Nugent đã giúp cho khách KFC không phải nhận một bàn thua. Một đường chọc khe của cầu thủ bên Northampton và dứt điểm. Cuối cùng thì điều gì đến rồi sẽ đến thôi. Với việc chơi thiếu người thì khâu phòng ngự của khách KFC hiện đang quá lỏng lẻo. Chính vì thế đối thủ đã có được bàn thắng để quân bình tỷ số. Quá đáng tiếc cho khách KFC. Lại thêm một đường chọc khe nữa, chả lẽ khách K sẽ phải thua hay sao? Và quá may mắn, thần may mắn có vẻ như đã đứng về phía của khách K khi bóng đã đập cục dọc. Và ngay lúc này đây, trọng tài cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu. Quá là may mắn cho khách KFC khi họ đã có thể cầm hòa được ở trận đấu này khi họ đang chơi thiếu người. Và ở trận đấu tiếp theo là cuộc đối đầu giữa khách KFC và Doncaster. Trận đấu này sẽ được diễn ra trên sân nhà của khách KFC. Thì không biết liệu trong trận đấu ngày hôm nay khách KFC có thể giành được chiến thắng hay không đây. Họ đang rất khát khao có được một chiến thắng. Rồi, đây là pha tấn công của các cầu thủ khách KFC. Người đang có bóng là Nguyễn và vào. Bàn thắng đầu tiên của trận đấu đã thuộc về khách KFC. Và đó chính là một cầu thủ người Việt Nam, một cầu thủ trẻ đến từ lò đào tạo của khách KFC. Đây là pha tấn công vừa rồi, xuất phát từ một tình huống phản công nhanh của các cầu thủ khách KFC. Và một cú ra chân rất là lạnh lùng. Và trọng tài đã nổ lời còi kết thúc trận đấu. Và với một bàn thắng duy nhất ở hiệp 2 thì khách KFC đã giành chiến thắng ở trận đấu này. Và đây chính là trận thắng đầu tiên của khách KFC sau khủng hoảng. Thì liệu trong những trận đấu tiếp theo họ có thể giữ vững được phong độ này hay không đây? Với đà chiến thắng của mình thì ở những trận đấu tiếp theo, khách KFC liên tục giành được những thắng lợi. Đầu tiên là Hullapur với tỷ số là 2-0. Đối thủ tiếp theo chính là AFC Wimbledon
và Cách Khay đã giành được chiến thắng cũng với tỷ số là 2-0. Và câu lạc bộ tiếp theo đã nhận phải thất bại trước Cách Khay FC, đó chính là Gillingham với tỷ số 1-0. Đặc biệt là trận đấu với Tranmere Rovers, câu lạc bộ đang đứng hạng 2 trên bảng xếp hạng EFL League 2, và Cách Khay FC đã đánh bại với tỷ số là 4-0 với cú đúp của Hoàng Nguyễn, trong đó có một cú vô lê cực kỳ đẹp mắt. Không những thế, Cách Khay FC còn đánh bại Rochdale với tỷ số 2-1 ở vòng đầu tiên của FA Cup. Với những chiến thắng liên tiếp thì Cách Khay FC đã leo lên được vị trí top 7 của bảng xếp hạng khi đã chơi 18 trận nè, có 7 trận thắng, 7 trận hòa, 4 trận thua và có tổng cộng là 28 điểm. Qua một thành tích cũng là khá là tốt đối với lại Cách Khay FC. Không biết là trong những trận đấu tiếp theo, các cầu thủ của Cách Khay FC có thể giữ vững được phong độ với những chiến thắng này không đây? Thì mọi người hãy đón chờ trong những tập sau nhé. Còn bây giờ thì nếu mọi người thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, subscribe và comment ý kiến của mọi người bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.